Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thích Trân Quang lấy thước cộng sản đo giá trị của Đức Phật Vào năm 2014, trong bài giảng Biển Đông dậy sóng, Thượng tọa Thích Trân Quang có nói Trung Quốc là anh, Việt Nam là em Việc Lý Thường Kiệt mang quân đánh Trung Quốc vào thời nhà Lý là hơi hỗn Đây là một tư tưởng độc hại bởi nó truyền bá tư tưởng phục tùng phương Bắc chấp nhận bị sai khiến Điều đang nói là trong giới Phật tử rất nhiều người tin mù quáng. Nếu không có Lý Thường Kiệt và những anh hùng khác đánh tàu diệt quân xâm lược thì liệu rằng ngày nay có Thích Chân Quang ngồi đấy để thuyết giảng về thứ anh em hữu hảo bất bình đẳng với giặc phương Bắc hay không? Lên YouTube đánh từ khóa Thích Chân Quang, Lý Thường Kiệt mang quân sang Trung Quốc là hỗn thì sẽ nghe được lời giảng của ông Thích Chân Quang. Ông Thích Trần Quang tự nhận mình là cháu của ông Hồ Chí Minh và ông ta có vị thế nhất định trong xã hội cộng sản này. Không biết ông Thích Trần Quang có theo tư tưởng Hồ Chí Minh hay không, nhưng rõ ràng hành động của ông Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng là phục tùng Trung Quốc. Và việc ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký công hàm thừa nhận Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng là thứ tư tưởng phục tùng trung quốc hai tay dâng biển đảo cho cái gọi là đảng cộng sản anh em rõ ràng hành động của lý thường kiệt xưa kia và hành động của ông hồ chí minh là trái ngược hoàn toàn có lẽ đứng trên tư tưởng hồ chí minh ông thích trân quang đã xem lý thường kiệt là hỗn với quan thầy của đảng cộng sản xuất phát từ đảng cộng sản bệnh háo danh đã lan tỏa đi khắp nơi trong khi những vị anh hùng dân tộc tiêu diệt Hitler như Churchill hoặc Anh Quốc hay De Gaulle của Pháp không đòi hỏi ai phải thừa nhận họ là danh nhân này hay danh nhân nọ thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại địa đơn lên UNESCO xin công nhận ông Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới. Đây chính là thói háo danh đặc trưng của Đảng Cộng sản. Muốn phải có danh này, danh nọ, nhưng UNESCO lại không công nhận. Tuy nhiên, đảng cộng sản vẫn phao tin với toàn dân là unesco công nhận ông hồ là doanh nhân văn hóa thế giới một đề xuất thể hiện tính hám giành ông thích trân quang là sư quốc doanh ông là người thuận theo đảng mà đặc biệt là thuận theo tư tưởng của ông hồ chí minh tuy nhiên ông cũng là một nhà tu phật giáo nếu nhà tu đích thực thì họ chỉ chú tâm thuyết giảng phật pháp để cho xã hội tốt đẹp hơn con người đến với hạnh phúc một cách bình dị, không xa phủ phiếm Ông Thích Trần Quang thì lại khác Con người nặng về tư tưởng chính trị Mới là chính trị độc hại kiểu cộng sản Mới đây Thượng tọa Thích Trần Quang lên báo nói rằng Ông đưa ra đề xuất UNESCO công nhận Sự giác ngộ của Đức Phật là di sản văn hóa phi vật thể Vô cùng quý giá Có vẻ như ông Thích Trần Quang muốn giá trị mà Đức Phật giác ngộ được trao tặng danh hiệu như Đảng Cộng sản Việt Nam đòi danh hiệu cho ông Hồ Chí Minh chẳng. Với cách đề xuất như thế, rõ ràng ông Thích Trân Quang đang dùng thước hẹp của người Cộng sản để đo giá trị của Đức Phật. Những giá trị của Đức Phật để lại là con đường dành cho người đời sau trải qua 26 thế kỷ, nó vẫn sừng sững và phát triển. Đức Phật có cần công nhận đâu? Những ai đến với giác ngộ thì tự thấy giá trị to lớn của nó. Thực tế, những người thấy được giá trị to lớn của sự giác ngộ phải là những người đã bỏ được ba chữ tham, sân và si. Với tâm thức muốn được danh hiệu này, danh hiệu nọ thì rõ ràng trong tâm thức của ông Thích Trần Quang đang mang rất nặng chữ tham. Trong trường hợp này, ông đang tham giành. Phật giáo đã bị biến thành công cụ mới và phát sinh khẩu hiệu đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội cây thước mà đảng cộng sản việt nam là cây thước tham, cây thước sân và cây thước xì. Những cây thước này không đủ tư cách để đem ra đo những giá trị mà đức phật để lại. Phật giáo đích thực không có bất kỳ một điểm chung nào với cộng sản. Một khi đứng dưới cộng sản, đứng trước cộng sản thì đấy là một tổ chức công cụ đội lốt tôn giáo mà thôi. Quý vị, và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin. Thích Trân Quang lấy thước cộng sản đo giá trị của Đức Phật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á mọc như nấm, Đảng tốt hay xấu? Vụ Việt Á là vụ án lớn đầu tiên nổi lên sau đại dịch Covid-19. Vụ án này rất lớn về quy mô vì nó liên quan đến hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Nó phủ từ trung ương cho đến tận địa phương. Tuy nhiên, trong thảm họa dịch bệnh, bộ máy thối nát của chế độ này đâu chỉ nổi lên một vụ Việt Á, mà nó còn là vụ chuyến bay giải cứu. Về quy mô, vụ chuyến bay giải cứu không thua gì vụ Việt Á. Cục đăng kiểm như một Việt Á thứ hai Tiếp theo, vụ chuyến bay giải cứu là vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đây là vụ án quy mô không kém và nó còn phức tạp hơn cả hai đại án liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Vụ này có cả phần nổi và phần chìm. Phần nổi là án tham nhũng, hối lộ của IC với các chính quyền địa phương có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, phần chìm là phần mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn đề cập công khai. Đó là vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Tiếp theo ba vụ án trên thì đến vụ án cục đăng kiểm. Vụ án này cho thấy quy mô sai phạm rộng lớn và ảnh hưởng tới toàn xã hội. Từ lâu nay, Bộ Giao thông Vận tải ra quy định về thời hạn đăng kiểm với thời hạn hết hạn rất ngắn, chỉ khoảng 6 tháng. Ngay cả với xe mới, những quy định vô lý này là cách để những trạm đăng kiểm kiếm những đồng tiền bất chính, nhưng lại dán mát đăng kiểm rồi cho xe không an toàn lưu thông khắp nơi, tiêu cực rộng khắp. cứ hễ công an kiểm tra đến đâu thì sai phạm bị lẩn ra đến đó. vụ án này được ông tô lâm tuân sô trung tướng người phát ngôn bộ công an việt nam ví von nó như vụ việt á thứ hai. trong bộ giáo dục và đào tạo cũng đang nổi lên vụ việt á. thực ra cả bốn vụ án trên thì vụ nào cũng tương tự như vụ việt á về quy mô và mức độ bất nhân của nó. Mới đây, trước nghị trường Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, đại biểu tại Đà Nẵng, phát biểu về lĩnh vực mà bà theo dõi nhiều năm nay, đó là việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chỉ đạo biên soạn xuất bản phát hành sách giáo khoa mới, theo chế độ mà các nghị quyết của Quốc hội quy định. Đại biểu này đã cảnh báo Bộ Giáo dục và Đào tạo có ngày hối không kịp như vụ Việt Á thực ra bên trong bộ giáo dục đã quá thối nát. Vụ án nhà xuất bản giáo dục hiện nay đang lắng xuống sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc lợi dụng lúc bàn giao công tác chủ tịch nước đã cài vào một câu cho thấy. Trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc rơi ghế, Thủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định bằng văn bản là vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu không liên quan đến Việt Á. Sau đó, vụ án nhà xuất bản giáo dục có liên quan đến em họ ông Nguyễn Xuân Phúc chưa thấy đảo sâu thêm hiện nay Đảng Cộng sản đang ra sức bao biện rằng Đảng đang có nỗ lực làm trong sạch Đảng và không né tránh. Tuy nhiên chống tham nhũng chỉ là phần ngọn, còn phần gốc của vấn đề đó là Đảng đã làm gì để những ổ việt á cứ nổi lên không ngớt trong suốt bao nhiêu năm qua. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng cháy hơn chữa cháy. Bởi một khi đã để xảy ra cháy thì dù có chữa được thì một phần tài sản cũng bị thiêu dụ. Cách làm của Đảng Cộng sản Việt Nam là không phòng nhưng chống. Phòng tham nhũng quan trọng hơn thì họ không làm được. Họ chỉ ra sức chống rồi lấy thành tích chống đấy tự ca ngợi cho mình. Người ta ví Đảng Cộng sản là kẻ tự tay đốt nhà rồi múc nước để chữa cháy. Đảng quên rằng những ung nhọt như Việt Á cứ liên tục nổi lên là do chính họ tạo ra và dung dưỡng nó từ rất lâu. Họ đã tạo ra tham nhũng tràn lan rồi họ lại đi chống tham nhũng. Họ lấy hành động chống tham nhũng ấy để mà đánh bóng cho chính mình. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng quản lý Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào mà để nó mọc quá nhiều vụ Việt Á như vậy. Cây độc thì sinh ra trái độc. Hãy nhìn thành phần tham lam bòn rút của dân. Chúng nhung nhúc như đàn kiến thì đủ biết rằng Đảng Cộng sản là một đảng độc hại. Một đảng độc hại mà nắm toàn quyền cai trị đất nước mà đất nước này không nát mới lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Việt Á mọc như nấm, đảng tốt hay xấu đầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d